Chào cả nhà, nay mình lên trên đây là địa phận cầu Dĩ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ các bạn. Đó, đây lên cái bãi nè. Đó, mà dưới đó mình có lỗ đó, mình muốn móc vào đó, lỗ bự bự, móc hơi xa xa, coi hồi nước lớn dài dài, mình dài lên. Đó, thả gãi, thải mới thính rồi, thấy cá ụt, không biết cá gì đây. Cá linh ha, lòng tông như nó ụt đây. À, bãi này có suốt không hả các bạn ơi? Đó, chú Dĩ bãi nè, ngon lành không? Giờ này nước cũng đang lớn nè, để mình đón câu cá nước lớn rồi. Thôi mình xuống cạn coi. Gỉ gỉ ha, gỉ gỉ giật giật. Ghía kìa, cách cha các bạn ơi. Lên được em cách cha nè. Vậy em, vậy dữ hả? Đó, cũng được ha. Này cha cũng 400 g. Được rồi, nó miết vô rồi. Để xuống này dứt coi. Lên, lên được em nữa đây. Qua đã. Lên đây. Ngon lành. Trời ơi, đây, ngon không? Cá này cũng trên nửa ký, 700 g à. Qua đã. Ngon quá. Xử lý ngành luôn ơi. Để thôi nó gọc cách cái thùng. Em đây, con lành cành đào. Nhúng lên đây. Mày chạy đâu? Ôi ổi lạng. Ủa sao lạng này? Cá cha nữa các bạn ơi. Rồi tiếp tục. Đây, cá cha đây. Cha là bằng con gọi. Đây, được em nữa đây. Đó, con này bằng con gọi. Ngon không? Qua đã, xử lý ngành luôn ơi. Thôi nó đâm bể cái thùng nữa, cũng lắm từ cái thùng. Đó, ngon lành. Đó, vô thùng đi.
giật ăn gì giật giật rồi buông à. Giật cả buông cha cái chim con dí cái giật cái giật cái giật các con không biết ngay rồi cá trêm mới nghĩ rồi rực cá trêm nè dậy đi em đừng ngủ dây dưa. Mày chạy đi, à, mới ước, mình ước có được con cá chim to to. Bây giờ mình... Không biết. Dính được con cá to to đấy nè. Quá đã rồi. Thôi nước nhiều quá, mình vô trong mình gỡ mới được. Đang hấp dẫn nè. Đó. Cá chim. Quýnh rồi chứ. Mày dinh ghế sớm giờ thôi thả đi ghĩa hả mày ghĩa cá rô các bạn ơi vậy lên con cá rô với người ta coi này đây nay thành quả chỉ được có nhiêu đấy các bạn ơi à, có được ba cá cha với con cá chim to nè hai cái chim nhỏ đó, nhiêu đây nè nhiêu đây về ăn chiều cũng ngon lành rồi đó, thôi mình cũng kết thúc video đây luôn hẹn cả nhà video tiếp theo.